Kỷ Hợi Sóc Sang. Con xin đại diện trường Viện Ngữ Pháp Bội Châu gửi đến quý cha, quý sơ, quý thầy, quý ban chấp hành, hội đồng môn vụ, các thầy cô giáo, các anh chị phụ giáo và toàn thể cộng đoàn nhân Chúa những lời chúc xuân. Con xin kính chúc quý cha một năm mới tràn đầy hầm ơn Thiên Chúa, được hồn an xác mạng, thêm minh mẫn, để quý cha luôn là vị chủ tranh nhiệt huyết, để hướng dẫn chúng con trong đời sống đức tin. Con xin kính chúc quý thầy được thêm tuổi, thêm nhân đức, quý sơ thêm xuân, thêm tận tụy, để cùng với cha luôn là những chiến sĩ tin mừng tuyệt vời của Thiên Chúa. Con cũng không quên gửi lời chúc sức khỏe đến quý ban chấp hành, hội đồng mục vụ. Ước mong sao Chúa Xuân luôn đồng hành và ban ơn bền đổ để hoàn thành việc tốt. Con xin kính chúc quý thầy cô giáo, các thiện nguyện viên và các anh chị phụ giáo một năm mới luôn mạnh khỏe, luôn mạnh khỏe và tràn đầy nhiệt huyết để hướng dẫn dạy dỗ chúng con những bài học hay và bổ ích. Và sau cùng, con xin kính chúc quý cộng đoàn một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Chúc mừng năm mới!